Thưa quý vị, cho rằng một thanh niên khác đi nói với nhiều người đã bắt mình quỳ và lấy dép tác vào mặt, nên Nguyễn Hoàng Giao, 32 tuổi, ngụ thành phố Con Tâm, tỉnh Con Tâm, đã tức giận rồi mang súng đi tìm đối phương. Dù đối phương không thừa nhận sự việc trên, nhưng Giao vẫn dùng súng bắn về phía nạn nhân, gây tổn hại sức khỏe 55%. Tòa án Nhân dân tỉnh Con Tum tuyên phạt các bị cáo gồm Nguyễn Hoàng Giao 15 năm tù, bị cáo Trần Cao Hơn 33 tuổi 12 năm tù và bị cáo Trần Võ Bảo Ngọc 21 tuổi cùng ngụ thành phố Con Tum 9 năm tù về tội giết người. Riêng bị cáo Giao bị xử phạt thêm 4 năm tù, tội tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Giao nghe nhiều người nói lại rằng Nguyễn Duy Quang, trú thành phố Con Tum, đi kể với nhiều người từng bắt Giao quỳ xuống, lấy dép tắt vào mặt. Từ đó, bị cáo Giao nảy sinh bực tức trong người. Vào khoảng 22 giờ đêm 24 tháng 3 năm 2022, trong lúc ngồi nhậu, Giao mang ra một khẩu súng AR-15 và ba viên đạn cho bạn nhậu là Hơn và Ngọc xem. Sau đó, bị cáo Giao điện thoại cho Quang, hỏi thực hư, nhưng Quang không không thừa nhận. Sau đó, bị cáo Giao mang theo khẩu súng và ba viên đạn, rủ hơn Ngọc cùng đi tìm Quang để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến gặp Quang, bị cáo Giao chỉa súng về phía quan bắn. Viên đạn bay trúng vào cổng nhà, mảnh vỡ của đầu đạn văng trúng vào đầu Quang, gây tổn hại 55% sức khỏe.